Chào các bạn, đứng phía sau tôi là trung tâm Anh ngữ IES Education. IES Education là một trung tâm Anh ngữ chuyên đào tạo tiếng Anh với giáo viên bản ngữ. Theo dự kiến thì trung tâm sẽ tổ chức các event dành cho các bé từ 5 tuổi cho đến 15, để mục đích là tổ chức các hoạt động vui chơi cho các bé cùng với giáo viên bản ngữ. Hôm nay cũng là một sự kiện mà chúng tôi tổ chức đó là hành trình khám phá ngôn ngữ và kỹ năng, phát huy cái khả năng tiếng Anh và cũng như các kỹ năng học các kỹ năng. Đây là chương trình vui chơi dành cho các bé. Hy vọng là trong thời gian tới trung tâm sẽ phục vụ nhiều cái event hơn cho các bạn và các phụ huynh đến tham gia.